Dust Bowl, thảm họa nông nghiệp tồi tệ nhất nước Mỹ. Sự kiện Dust Bowl là một thời kỳ lịch sử quan trọng tại Hoa Kỳ và Canada. Trong thời kỳ này, khu vực Bắc Mỹ chứng kiến nhiều cơn bão cát và lốc cuốn, gây thiệt hại nặng nề cho môi trường và nông nghiệp. Sự kiện Dust Bowl đã làm trầm trọng thêm cuộc đại khủng hoảng năm 1929, buộc nhiều gia đình nông dân phải di cư, tìm kiếm công việc và cuộc sống tốt hơn. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bối cảnh ban đầu. Ban đầu, vùng đại bình nguyên ở Bắc Mỹ, nơi sau này xảy ra sự kiện Dust Bowl, không được coi là thích hợp cho nông nghiệp kiểu châu Âu. Khu vực này được biết đến là đại hoang mạc, có nguồn nước hạn chế, ít gỗ, khí hậu mùa đông lạnh giá và mùa hè nóng bức, cùng với lượng mưa cực thấp, làm cho nó kém hấp dẫn hơn các vùng lân cận trong việc canh tác và lập đồn điền. Tuy nhiên, một loạt yếu tố sau đó đã biến đại bình nguyên thành địa điểm mong muốn cho nông dân, dẫn đến việc canh tác mạnh mẽ chưa từng thấy. Các yếu tố này bao gồm những đạo luật cấp đất đai trợ cấp cho nông dân, một giai đoạn ẩm ướt bất thường tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp, sự phát triển của thị trường ngũ cốc trong chiến tranh thế giới thứ nhất và sự cơ khí hóa nông nghiệp làm tăng năng suất đáng kể. Đạo luật cấp đất cho người di cư của Mỹ, Homestead Act năm 1862, đã khuyến khích việc lập nghiệp và phát triển dân cư tại vùng này. Sự kết thúc của nội chiến Hoa Kỳ vào năm 1865 và việc hoàn thành tuyến đường sắt liên lục địa thứ nhất 4 năm sau đã thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng di dân vào vùng đại bình nguyên. Chính quyền Hoa Kỳ nhận ra những thách thức trong việc canh tác trên đất khô hạn ở các khu vực biên giới và đã thực hiện sửa đổi trong cách cấp đất nông nghiệp. Cụ thể, đạo luật Kincaid được ban hành vào năm 1904, cung cấp 640 mẫu đất, khoảng 259 hecta đất ruộng cho dân di cư ở 37 quận phía tây bắc Nebraska. Sau đó, đạo luật cấp đất mở rộng năm 1909 đã cấp 320 mẫu đất, tương đương khoảng 129 hecta đất cho những người di cư định cư ở các vùng khác của đại bình nguyên, nhất là những vùng canh tác khô. Từ đầu thế kỷ 20, khu vực này chứng kiến làn sóng dân nhập cư từ châu Âu và một giai đoạn ẩm ướt bất thường trong thập niên 1910 và 1920 tại đại bình nguyên đã một lần nữa củng cố quan niệm rằng các khu vực bán khô hạn có thể trở nên phù hợp cho nông nghiệp quy mô lớn. Sự phát triển của kỹ thuật và cơ khí hóa với sự xuất hiện của máy cày và máy gặt đập liên hợp cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình này. Một ví dụ điển hình là tại vùng đồng bằng cọc rào Llano Estacado, High Stakes Plain ở Đông Mexico và Tây Bắc Texas, diện tích đất nông nghiệp đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 1900 đến 1920 và gấp 3 trong giai đoạn 1925 đến 1930. Vận mệnh hiển nhiên. Nhiều người di cư tin vào quan niệm mưa theo sau cái cày, nghĩa là việc định cư và canh tác sẽ làm thay đổi thời tiết ở Great Plains, biến nó thành mảnh đất màu mỡ. Người di cư, nhà đầu cơ đất đai, chính trị gia và thậm chí một số nhà khoa học tin rằng việc xây nhà ở và làm nông nghiệp sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến khí hậu của vùng Great Plains bán khô cằn, biến nó trở thành một nơi thích hợp để trồng trọt. Niềm tin này đã dẫn đến tình trạng canh tác quá mức và không bền vững, góp phần hình thành nên Dust Bowl. Niềm tin sai lầm này có liên quan đến vận mệnh hiển nhiên, một quan điểm cho rằng người Mỹ có nghĩa vụ thiêng liêng là mở rộng về phía Tây. Giá lúa mì tăng trong những năm 1910 và 1920, cộng với nhu cầu từ châu Âu trong Thế chiến thứ nhất, khuyến khích nông dân cày xới hàng triệu mẫu đất đồng cỏ bản địa để trồng lúa mì, ngô và các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ rơi vào đại khủng hoảng, giá lúa mì đã giảm chóng mặt. Trong cơn tuyệt vọng thì những người nông dân thậm chí còn phá bỏ nhiều đồng cỏ hơn để cố gắng thu hoạch được nhiều lúa mì hơn chỉ để hòa vốn. Khi hạn hán bắt đầu vào năm 1931, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đất đã bị cày xới quá mức, không còn cỏ dại và cây bản địa giữ đất. Đất bắt đầu bị gió cuốn đi. Sự xói mòn đất này tạo ra những cơn bão bụi lớn, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, đặc biệt là ở vùng đồng bằng phía Nam. Bão tuyết đen tấn công nước Mỹ. Sự kiện Dust Bowl chính thức bắt đầu từ năm 1930 và kéo dài khoảng 10 năm. Sự kiện này không chỉ gây ra thiệt hại ngắn hạn mà còn ảnh hưởng lâu dài tới kinh tế của khu vực. Vào năm 1930, một trận hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra ở Trung Tây và phía Nam của Great Plains. Từ năm 1931, những cơn bão bụi lớn bắt đầu xuất hiện và một chuỗi các năm hạn hán liên tiếp làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Đến năm 1934, khoảng 35 triệu mẫu đất canh tác trước đây đã không còn khả năng trồng trọt.
và thêm 125 triệu mẫu đất, tương đương khoảng 3/4 diện tích Texas, đang dần mất đi lớp đất mặt. May mắn thay, vào cuối năm 1939, mưa bắt đầu trở lại đánh dấu sự kết thúc của Dust Bowl. Tuy nhiên, hậu quả kinh tế của nó thì vẫn còn đó. Dân số giảm sút ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi giá trị đất nông nghiệp không thể phục hồi, và tình trạng này tiếp tục kéo dài đến những năm 1950. Trong thời kỳ Dust Bowl, những cơn bão bụi lớn, còn được gọi là bão tuyết đen, đã hoành hành khắp Great Plains. Một số cơn bão thậm chí đã mang theo bụi từ Texas và Oklahoma đến những nơi xa như là Washington, DC và New York. Chúng thậm chí còn ảnh hưởng đến các con tàu trên Đại Tây Dương. Những đám mây bụi lớn làm bầu trời tối đen, đôi khi kéo dài nhiều ngày. Ở nhiều nơi, bụi bay dày đặc như tuyết và người dân phải dùng xẻng để dọn dẹp. Bụi còn xâm nhập vào nhà cửa, kể cả những ngôi nhà được đóng kín rất kỹ, làm bẩn thực phẩm, da người và đồ đạc. Nhiều người mắc bệnh viêm phổi bụi, gây đau ngực và khó thở. Không rõ chính xác có bao nhiêu người đã chết vì tình trạng này, ước tính dao động từ hàng trăm đến vài nghìn người. Sự kinh hoàng của các cơn bão bụi trong sự kiện Dust Bowl đạt mức chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Số lượng các cơn bão tăng lên đáng kể từ năm 1932 đến 1941, với đỉnh điểm là hàng chục cơn bão mỗi năm trong giai đoạn từ 1936 đến 1938. Năm 1935, 100 mẫu đất bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão bụi, nhà cửa bị chôn vùi trong đất, máy móc hư hỏng và mọi cửa sổ, cửa ra vào phải được bịt kín. Trong số các cơn bão, một số chỉ tạo ra đụng cát nhỏ trong hàng rào và mương hào, nhưng có những bão đen khổng lồ cao tới 2.134 đến 2.438 mét kèm theo sấm sét. Ngày 11 tháng 11 năm 1933, một cơn bão mạnh tại Nam Dakota cuốn phăng lớp đất bề mặt. Ngày 9 tháng 5 năm 1934, một trong những cơn bão lớn nhất kéo dài 2 ngày đã cuốn đi một lượng lớn đất của Đại Bình Nguyên. Bụi từ cơn bão này bay tới Chicago, rải 5.000 tấn đất cát xuống đó và sau đó tiếp tục di chuyển đến các thành phố duyên hải phía đông như Buffalo, Boston, Cleveland, New York và Washington, D.C. Mùa đông năm 1934 đến 1935, tuyết đỏ rơi xuống New England. Tại Amarillo, Texas năm 1935 là năm tồi tệ nhất với 908 giờ bão bụi. Trong đó có lần tầm nhìn giảm xuống con số 0 trong 11 giờ liền. Một cơn bão khác kéo dài 3 ngày rưỡi. Ngày 14 tháng 4 năm 1935, được gọi là Chủ nhật đen, chứng kiến 20 cơn bão đen quét qua toàn bộ vùng Đại Bình Nguyên từ Canada tới Texas, làm cho ngày trở nên tối tăm như đêm. Phóng viên Robert E. Geiger đã tường thuật về sự kiện này từ Boise, Oklahoma, và bài viết của ông sử dụng thuật ngữ Dust Bowl do biên tập viên Edward Stanley tại thành phố Kansas đặt ra đã đưa ra cái nhìn cụ thể về những cơn bão bụi mà ông chứng kiến. Chương trình New Deal. Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã thực hiện các bước để giúp nông dân nghèo và những người phải di dời do Dust Bowl. Ông nhận ra rằng suy thoái môi trường chính là nguyên nhân dẫn đến thảm họa Dust Bowl và cần phải hành động ngay. Trong khuôn khổ chương trình New Deal của ông, Quốc hội Mỹ đã thành lập cơ quan chống xói mòn đất và dự án lâm nghiệp các bang thảo nguyên vào năm 1935. Mục đích của các chương trình này là giảm xói mòn đất và cải thiện môi trường ở Great Plains. Họ yêu cầu nông dân trồng hàng rào cây để ngăn gió ở các trang trại và giới thiệu các phương pháp canh tác mới bền vững hơn. Cơ quan chống xói mòn đất nay được biết đến với tên gọi Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên, NRCS, đã phát triển những kỹ thuật canh tác mới để giúp giảm xói mòn đất và ngăn chặn những tình trạng tương tự như Dust Bowl trong tương lai. Những người Okie. Trong những năm 1930, khoảng 2,5 triệu người đã rời bỏ các bang chịu ảnh hưởng nặng nề của Dust Bowl, bao gồm Texas, New Mexico, Colorado, Nebraska, Kansas và Oklahoma. Đây là một trong những cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Oklahoma, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã mất khoảng 440.000 người do di cư. Những người này phần lớn nghèo khổ, đã hướng về phía Tây để tìm công việc mới. Từ năm 1935 đến 1940, khoảng 250.000 người từ Oklahoma đã di chuyển đến California. Nhiều người định cư ở thung lũng San Joaquin, một khu vực nông nghiệp phong phú. Những người tị nạn từ Dust Bowl thường được gọi là những người Okies. Khi đến California, họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử. Nhiều Okies đã phải làm việc nặng nhọc với mức lương thấp và sống trong các điều kiện tồi tàn như khu ổ chuột hay là lều bên cạnh các kênh mương. Thuật ngữ Okie đã trở thành cách gọi khinh miệt cho bất kỳ người di cư nào từ Dust Bowl, dù cho họ đến từ đâu.
Dust Bowl trong nghệ thuật và văn hóa. Dust Bowl không chỉ là một thảm họa môi trường mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà văn. Họ đã sử dụng nghệ thuật của mình để kể về nỗi đau và cuộc sống của những người sống sót sau Dust Bowl. John Steinbeck, một nhà văn nổi tiếng, đã miêu tả cuộc sống khó khăn của người Okies trong cuốn tiểu thuyết The Grapes of Wrath, phát hành vào năm 1939. Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange cũng đã ghi lại cuộc sống nghèo khó ở nông thôn qua loạt ảnh của mình cho cơ quan quản lý chứng khoán nông trại, một chương trình của chính phủ. Nghệ sĩ Alexander Hope cũng nổi tiếng với những tác phẩm vẽ cảnh Dust Bowl. Woody Guthrie, một nhạc sĩ dân gian, trong album Dust Bowl Ballads, phát hành năm 1940, đã kể lại những câu chuyện về những khó khăn kinh tế mà người Okies ở California phải đối mặt. Guthrie, người đến từ Oklahoma, cũng là một trong những người di cư tìm việc làm trong thời kỳ Dust Bowl. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!